Cũng trong chiều hôm qua, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp tìm phương án cấp nước ngọt tưới cho cây sầu riêng đối với khu vực không có nguồn nước ngọt do bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn các huyện thị phía Tây. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, có 12.100 hecta sầu riêng vườn cây ăn trái phía nam quốc lộ 1 thuộc địa bàn các huyện Cái Bè, Cái Lậy, thị xã Cái Lậy và huyện Châu Thành đang bị thiếu nước ngọt. Hiện một số vườn cây sầu riêng đã có hiện tượng khô lá, chết cành, đang cần nguồn nước ngọt để tưới cho cây, giúp cây giảm suy kiệt. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất phương án hỗ trợ nước ngọt cho người dân cứu cây sầu riêng. Theo đó, tỉnh sẽ thuê đơn vị hợp tác xã Rạch Gầm vận chuyển nước ngọt bằng xà lan giao cho các địa phương, giao Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện trữ nước, quản lý việc cung cấp nước và phân phối theo định mức cho người dân tiếp nhận vận chuyển nước về vườn nhà, ưu tiên cho những vùng khó khăn thiếu nước nhiều ngày nhằm giải khát kịp thời cho cây sầu riêng, giúp cây giảm cháy lá suy kiệt. Dự kiến khoảng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 3 sẽ bắt đầu cung cấp nước cho các huyện, bình quân mỗi ngày sẽ cung cấp khoảng 30.000 mét khối một ngày đêm. Dự kiến thời gian hỗ trợ nước ngọt tưới sầu riêng và vườn cây ăn trái đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các ngành với tinh thần trách nhiệm khẩn trương chở nước ngọt cứu sống cây sầu riêng cho dân sớm ngày nào tốt ngày đó. Đặc biệt, cây sầu riêng là cây rất mẫn cảm với độ mặn, vì vậy các ngành phải kiểm tra độ mặn của nước trước khi cung cấp, bảo đảm tiến độ cung cấp nước ngọt kịp thời, nhanh chóng cho dân. Yêu cầu các huyện cần có phương án cụ thể trong việc cung cấp nước ngọt cho người dân tưới cây sầu riêng và vườn cây ăn trái. Các xã phải rà soát, thống kê lên danh sách số hộ dân có diện tích sầu riêng thiếu nước trầm trọng, cần cứu nước khẩn cấp thì ưu tiên trước, chọn địa bàn để tập kết nước hợp lý. Dùng bạc, các ao mương để trữ nước ngọt, dùng nhiều loại phương tiện khác nhau nhưng phù hợp địa hình thực tế ở địa phương để dễ dàng cho người dân vận chuyển nước ngọt. Đối với các hộ dân ở vùng sâu không có công, phương tiện chở nước không đến, thì yêu cầu các đoàn thể địa phương cùng hỗ trợ chở nước cho dân. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng địa phương khảo sát kỹ các vị trí địa bàn cấp nước ngọt cho dân, thống kê nhu cầu diện tích của từng hộ dân, phải tạo sự công bằng trong việc cấp nước ngọt cho dân tưới cây sầu riêng.